Dùng giận tục căng môi làm đẹp của phụ nữ bộ tộc ở châu Phi. Tục căng môi làm đẹp được phụ nữ một số bộ tộc ở châu Phi như Mersey, Chai và Tayama thực hiện trong nhiều năm qua. Tập tục căng môi làm đẹp được các cô gái của những bộ tộc trên thực hiện từ khi đến tuổi dậy thì. Các cô gái bộ tộc sẽ trải qua một nghi lễ vô cùng đau đớn, trong đó hai chiếc răng hàm dưới bị nhổ bỏ trước khi môi dưới của họ được đục thủng một lỗ nhỏ. Kế đến, người ta lấy một chiếc đĩa bằng đất sét hoặc tấm gỗ gắn chặt vào lỗ thủng trên môi của cô gái. Lỗ thủng này sẽ dần dần tăng kích thước theo của chiếc đĩa. Việc làm này sẽ kéo giãn môi dưới một cách bất thường. Phụ nữ một số bộ tộc ở châu Phi thực hiện truyền thống căng môi làm đẹp trên vì quan niệm đây là biểu hiện của cái đẹp. Thêm nữa, những cô gái có chiếc đĩa căng môi được cho là thu hút người khác giới hơn và rất có ích trong việc nhận của hồi môn từ nhà chồng. Cụ thể, kích thước đĩa càng lớn thì các cô gái càng được đánh giá cao và gia đình nhà gái càng nhận được nhiều hồi môn là gia súc khi đi lấy chồng. Thông thường, khi lấy chồng, gia đình những cô gái có chiếc đĩa căng môi nhỏ sẽ được nhà chồng tặng 40 con bò. Đối với những cô gái có chiếc đĩa căng môi lớn hơn thì sẽ giúp gia đình cô nhận được của hồi môn lên tới 60 con bò.